Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, đến với lại chuyên mục những món ngon gia đình hôm nay thì mình xin được giới thiệu với chúng ta cách chúng ta làm sạch chân giò bằng cách là thui rơm các bạn ạ. Thưa các bạn, chân giò là một món ăn rất là bổ dưỡng, và để mà làm sạch thì chúng ta nên thui qua rơm để sau đó chúng ta sẽ làm sạch rất là dễ hơn. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta thui những cái chân giò bằng rơm. Hôm nay là một ngày mùa đông đang rất là rét các bạn ạ. Hiện tại thì tôi đang ngồi bên cạnh đống rơm này, cảm thấy rất là ấm áp. Thưa các bạn, là những món ăn mà khi mà chúng ta được thui với rơm thì sẽ trở thành rất là thơm ngon các bạn ạ. Và những cái rơm này khi mà nướng lên thì rất là thơm. Tỉnh cái thùng lắm hay thùng ạ? Không được. Làm mẹ phải đi vô đi con. Người anh Việt đẹp trai đẹp gái nha. Không nhỉ? Cháu biết. Không biết á. Cháu đi qua quán thì cứ nhìn kỹ cái ảnh làm chi? Facebook làm chi? Anh đưa lên Facebook làm chi? Không, cũng sắp có chị giàu rồi. Mình ngồi bố gì kia mày. Tí nữa đi. Tí thì tí nữa, khoảng 1-2 phút thôi. Tránh này con. Vẫn còn nào. Ok, phiên chương hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu với chúng ta cách chúng ta thui những cái chân giò bằng rơm để được sạch, làm sạch và nấu được chúng mang ngon hơn. Đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Thôi rồi, muỗng nó quên.